Bim Bim Việt Nam vs Hàn Quốc. Ở Việt Nam có rất nhiều bim bim rau củ nha. Bim bim bí đỏ, bim bim cà chua, bim bim hành, hương vị đậm đà, thơm mùi rau củ. Ở Hàn Quốc làm gì có? Tưởng gì ở Hàn Quốc có hẳn bim bim rau củ quả tổng hợp, có nhiều rau củ quả và nhiều màu sắc luôn nha. Chưa hết, ở Hàn Quốc còn có bim bim chuối. Nếu bim bim vừa giòn vừa xốp, cắn một miếng thôi là vị ngọt tan chảy trong miệng luôn. Nhưng ở Việt Nam có bim bim mực lăn muối ớt và bim bim bò lốc lát. Ăn bim bim thôi mà tưởng là đang ở biển ăn hải sản luôn. Ở Hàn Quốc có biết bao nhiêu là món ngon được cho vào bim bim nha. Bim bim bánh mì bơ tỏi giòn tan thơm ngon quá đi mất. Bim bim pizza y như là pizza thật ý. Bim bim cơm rang biển phô mai, rang biển hơi tanh nhưng mà vẫn ngon nha. Đặc biệt ở Hàn Quốc còn có snack rang biển giấy được ướp đậm vị giòn tan siêu đặc biệt luôn. Không thể chịu thua như vậy được. Các cậu hãy nhớ comment bình luận cho bim bim Việt Nam ở phía dưới để chúng ta thắng.